chính sẽ có trong bản tin Đèo Cả tháng 9. Thành lập Viện Nghiên cứu Đào tạo Đèo Cả. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra dự án Trí Thạch – Vân Phong. Đèo Cả hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 9, Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu Đào tạo Đèo Cả. Viện Nghiên cứu Đào tạo Đèo Cả thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam, cung cấp nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tham mưu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ vật liệu và hạ tầng giao thông vận tải. Nơi đây phải là cái nơi điển hình và cái mô hình để mà tập hợp các cái nhà khoa học nổi tiếng đầu ngành trong nước. Và cái mô hình này phải có một cái cơ chế đột phá để mà thu hút các cái nhà chuyên gia đầu ngành quốc tế về hỗ trợ về đây để trao đổi kinh nghiệm, để tư vấn, để xây dựng được với cái nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho lĩnh vực giao thông vận tải cũng như là phục vụ cho đất nước. Và chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành, thì sẽ đề xuất bổ sung vào các chủ trương, các cái đường lối để nó phù hợp, để nó khai thông, để nó giải quyết cái điểm nghẽn giữa liên kết trong vấn đề đào tạo, để mà khai thác lợi thế các cái nguồn lực, các cái điều kiện của các cái doanh nghiệp để phục vụ cho cái việc đào tạo nhân lực cho đất nước. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, có bài tham luận tại Hội thảo và Triển lãm Công nghiệp Thép Việt Nam. Bài tham luận nêu rõ nhận thức trách nhiệm của Đèo Cả với đất nước, không chỉ ở những công trình giao thông hoàn thành được đưa vào sử dụng, mà còn hướng đến chiến lược tăng trưởng xanh, tạo ra môi trường phát triển bền vững, đã nhận được sự quan tâm đánh giá cao từ các đại biểu trong hội thảo. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm đã kiểm tra hiện trường thi công gói thầu XL1 thuộc dự án Trí Thạch – Vân Phong. Thứ trưởng đánh giá cao năng lực tổ chức thi công chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của nhà thầu Đèo Cả. Đối với những bất cập về mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi thải, Thứ trưởng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 7 phải có trách nhiệm xử lý dứt điểm, không phó mặc cho nhà thầu. Ngày 14 tháng 9, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã kiểm tra dự án đường ven biển Bình Định và dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Theo báo cáo của Ban điều hành, dự án đường ven biển đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Tại Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Ban điều hành đã huy động hơn 2.400 nhân sự, gần 1.000 thiết bị và triển khai 38 trên 43 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 750 tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn đã đưa ra các yêu cầu về tổ chức thi công, hồ sơ nội nghiệp, quan tâm đời sống người lao động, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. Ông Hồ Minh Hoàng thượng nóng cho các cá nhân, tập thể gói thầu XL2 cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đã có các phương án cải tiến trong thi công giúp đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Trong tháng 9, Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với ông Ngô Toàn Thắng, đại sứ Việt Nam tại Kuwait, nhằm kết nối, xúc tiến nghiên cứu thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông ở quốc gia này. Đèo Cả và Sunny bàn về các phương án hợp tác trong cung ứng thiết bị, chuyển giao công nghệ quản lý thiết bị, nghiên cứu đầu tư thi công tại Việt Nam. Đèo Cả đã làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Cho Đài Nhật Bản do ông Kato Masahiko, Giám đốc điều hành bộ phận quốc tế dẫn đoàn. Buổi họp bàn về các hợp tác trong tư vấn, xây dựng, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Tập đoàn Cho Đài và Đèo Cả. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, tại Đà Nẵng, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu do liên danh HHV thực hiện đã được khởi công. Dự án có chiều dài gần 3 km, tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2025. Gói thầu kết nối với tuyến đường dẫn Nam Hầm Hải Vân do HHV đầu tư và đang quản lý, sẽ tận dụng được các nguồn nhân sự, máy móc sẵn có của HHV. Ngày 16 tháng 9 tại thành phố Hạ Long, dự án cầu Cửa Lục 3 chính thức hợp long, đánh dấu mốc quan trọng tiến đến hoàn thành dự án. Dự án cầu Cửa Lục 3 được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Hiện nay, các hạng mục chính đã hoàn thành, các công việc sau cùng đang được rốt ráo hoàn thiện. Dự án có vai trò kết nối các đô thị lớn của Quảng Ninh, phục vụ giao thông vận tải, thương mại và du lịch dịch vụ. Ngày 22 tháng 9, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 9 2023 và kết nạp đảng viên mới. Chi bộ đã báo cáo, kiểm điểm và đánh giá công tác sinh hoạt đảng tháng 8
đề ra kế hoạch tháng 9, đồng thời kết nạp thêm một đảng viên mới. Tháng 9 này, Đảng bộ HAP cũng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9, tập đoàn đã phối hợp với đơn vị thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho khoảng 25 cán bộ công nhân viên tại dự án Quảng Ngãi Hoài Nhơn. Khóa đào tạo cung cấp những kỹ năng xử lý nhanh nhất khi gặp phải những tình huống nguy hiểm có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người, nâng cao năng lực của đội ngũ y tế cơ sở, đặc biệt là tại các công trường dự án. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đến thăm và kiểm tra hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hầm Đèo Cả. Từ khi hầm Đèo Cả đi vào vận hành, xí nghiệp quản lý vận hành chưa để xảy ra bất kỳ vụ cháy nổ nào trong hầm. 4 vụ cháy xảy ra trên đường dẫn được nhanh chóng xử lý, không để xảy ra thiệt hại về người. Hệ thống thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kênh liên lạc với cơ quan chức năng luôn được đảm bảo. Bí thư tỉnh Phú Yên đánh giá cao tính chuyên nghiệp của xí nghiệp, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần sẵn sàng, thường xuyên rèn luyện, bảo dưỡng trang thiết bị. Ngày 12 tháng 9, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hầm Hải Vân đã xử lý kịp thời một vụ cháy xe container đang tiến đến cửa hầm phía Nam, đảm bảo an toàn thông suốt cho người và các phương tiện lưu thông qua hầm. Bình quân lưu lượng phương tiện qua hầm đạt 9.000 lượt xe trên ngày đêm. Trong suốt quá trình vận hành hầm, đơn vị quản lý vận hành đã tổ chức xử lý kịp thời 20 vụ cháy nổ xảy ra trong hầm và 14 vụ ngoài hầm, 91 vụ tai nạn giao thông trong hầm và 66 vụ ngoài hầm, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trung tuần tháng 9, các nhạc sĩ Trần Minh Nhiên, Hoài An, Nguyễn Văn Trung, Vũ Quốc Việt, Hoài Phúc, Nguyễn Quang Vinh và Phạm Hồng Biển đã đến tham quan dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo và một số công trình khác do Đèo Cả thực hiện. Các nhạc sĩ đã giao lưu, tìm hiểu về hoạt động, giá trị cốt lõi và các nét văn hóa đặc trưng của tập đoàn. Sau chuyến thăm, các nhạc sĩ sẽ có thêm nhiều cốt liệu và cảm hứng sáng tác.